làm cho sai cộng chi phí, sai cộng tài khoản nhanh lên, tại vì đang sắp mưa. Ok, chào các bạn đi. Chào các bạn. Rồi bây giờ anh xuống nhà hàng này. Đi tăng tốc chạy. Khu vực Meatpacking District và đây nhà hàng tên là Pastis. Hai cậu ăn ở đây nhiều lần rồi. Đó, cái phong cách gọi là French Cuisine. Cái phong cách này anh thấy ở New York khá nhiều mà ở nước Mỹ chỗ khác ít nha. Cái gì Los Angeles em không thấy nhiều, cái như là cái phong cách nó vừa cái kiểu mà industry factory nhưng mà cái phong cách món ăn kiểu patisserie kiểu Pháp. Thấy không khí là nhà hàng thấy rất là đông đúc, đông đúc vậy. Âm thanh ồn ào ấy, ồn ào vui á. Dạ. Okay, em vào đồ ăn nha. Và quan trọng những cái phong cách mà patisserie á thì các bàn ghế như cái ghế này sau lưng các con ngồi á là nó phải bằng da. Cái món mulfit là gì và sai cộng sẽ ăn món mulfit. Cái người mà ra đầu tiên đưa menu cho mình xong rồi một cái người ra hỏi mình uống nước suối có ga không có ga hay là nước lọc gì đó là một cái người khác, anh cái người đó không phải là người waiter. Ở đây thì chắc là nhà hàng lớn nên là người ta mà có người take order riêng. Còn một con cho em nè. Em ăn 6 con rồi. Vậy hả? Nó rồi không? Có thể. Công bằng mới đưa 6 con. Đây con này nhỏ thiệt. Dạ. Cái này ăn cái gì vậy? Anh đi anh rất là thích cái phong cách patisserie luôn á. Còn để ý là trên cái bàn này không có khăn bàn. Cho nên ủa cái này sao không khăn bàn, nhưng mà đây là gọi là patisserie. Patisserie một phong cách nó cũng rất là sang, nhưng mà nó là casual, nó không phải là kiểu mà fine dining. Cái easy going là tối mình đi ăn mình thấy mình thoải mái. Nhà mình nếu mà
đến patisserie là anh thuộc lòng luôn, là anh biết nó có món gì luôn, nó giống như một cái phong cách luôn, như là steak frites, moules marinières, fin de clair, oyster, onion soup, tất cả những cái chiếc cười của patisserie, steak tartare, rồi trong đây có hết. Cái này có hai cách ăn, một á là ăn một lấy cái đầu tiên lên đây, thấy là sau đó lấy bằng tay em lấy cái này làm thành cái kẹp. Tôi thấy cảm ơn cái món này rất là ngon. Ngày mai Thái Công với Huy sẽ đi Long Island ở vài ngày và sau đó Thái Công mới đi The Hamptons. Thái Công sẽ thăm hai người bạn ở New York, hai người Mỹ, hai người rất là lớn tuổi, cũng làm trong nghề thời trang rất là giàu có và có một cái ngôi nhà rất là lộng lẫy ở Long Island. Rồi ngày mai Thái Công với Huy sẽ xong hơi đi thăm ở đó vài ngày và sau đó Thái Công đi qua The Hamptons. Thì cái Long Island là một cái đảo dài ở New York, thì nó cách khoảng New York khoảng 100 cây số. Nhưng mà mùa này The Hamptons tháng 8 là rất là khó đặt khách sạn, vì đây là high season, tức là tất cả những người New York ai mà có điều kiện là ra The Hamptons hết. Chiếc kênh Thái Công nha, Thái Công với Huy còn rất là nhiều chuyên đề đặc biệt. Em đổi không? Em nhiều quá, ăn mới bước em nhiều quá. Thái Công với Huy hay ăn chia với nhau, có nghĩa là mỗi người ăn ăn nửa món và share lại. Is this romantic? Very romantic, right? Không, thật sự là cái mấy cái món ở bên Mỹ nó cũng khá bự. Bởi vì mình mỗi người mà ăn có starter xong rồi thì đi ăn starter hào rồi đó, đúng không? Mình ăn cái món này. Thế bữa nay em ăn trắng miệng không? Có cái gì? Cái là có tiramisu. Ý à? Em cu lê. Thì không có cái tiramisu đâu. Em caramel, em cu lê. Thường trang miệng là người ta sẽ xem một cái menu riêng. Ai biết profiterole là gì? Ôi là như mấy cái bánh su á, có nhân nhân ngậm mà nó ăn chung với ice cream, thường là nó đổ thêm nước sô cô la trên trận nữa. Không à, profiterole hả? Bánh su đổ chiếc cô sô cô la lên. Crème brûlée, crème brûlée là
có đường rắc ở trên chảnh và người ta đốt nó cháy lên ba ba ô rum, chốt cái đồ rum lên em. So do bé đang thử cái phu hít cho hồi đó hơi nặng nề nha, cũng không sao, có sô cô la. Cảm ơn các bạn đã xem chương trình hôm nay và hẹn lại với chương trình sau. Thank you for watching and bye bye. Bye bye. Mình đi im vừa.